Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng mô tô phân khối lớn của BMW và đứng tại khu vực của những chiếc xe mang phong cách cổ điển. Đó chính là chiếc R9T hoặc là R9T, hoặc như ở Việt Nam thì chúng ta hay gọi là R90. Không hiểu tại sao lại gọi là R90, nhưng mà xin phép các bạn ngày hôm nay cho phép tôi được gọi theo đúng với những gì mà người Việt Nam vẫn quen thuộc và hay gọi, R90. Thì chiếc xe này là một chiếc R90 phiên bản Scrambler. Nó đã có ở Việt Nam rồi và nó khá quen thuộc rồi. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ không giới thiệu đến các bạn chiếc xe này. Hãy theo tôi. Hôm nay tôi rất ấn tượng với chiếc xe này. Đây, nó đây. Chiếc R90 phiên bản 719, option 719. Đây là tên của chiếc xe. R90 Racer, R90 Racer phiên bản Light White Uni. Đó. Hiện tại không có giá ở đây, không có giá ở đây. Đẹp chưa? Tại sao tôi lại chọn? Bởi vì nó có một cái phiên bản độ rất là đẹp, màu sơn. Ở trong camera các bạn sẽ không biết được là cái màu sơn nó đẹp đến như thế nào đâu. Cái khu vực màu nhôm này này, nó là nhôm phay xước. Nó là nhôm phay xước nhá. Mà cái phay xước của nó lại không phay xước theo một cái hướng nhất định. Ở cái khu vực cong này nó lại phay xước theo cái hướng khác. Nó cực kỳ gọi là tinh xảo, rất đẹp. Khi phay xước xong thì nó lại sơn một phủ bóng lên. Đấy, và những cái màu sơn xung quanh nó rất đẹp, nó không thể rời mắt được. Thực sự chiếc xe này quá đẹp luôn. Tôi sẽ ngồi thử cho các bạn xem. Ở trước đây khi mà tôi có ý định mua phân khối lớn, khi mà tôi mua chiếc Triumph T120 xong, tại vì chiếc T120 tôi quá yêu thích, vì nó là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi. Tôi yêu classic và tôi có ý định là chiếc xe thứ hai, phân khối lớn thứ hai của tôi nó sẽ là một chiếc R90, một chiếc R90. Hiện tại thì tôi vẫn chưa thực hiện được điều đó, bởi vì chiếc xe thứ hai của tôi nó đã là của một thương hiệu đến từ Mỹ mất rồi. Nhưng mà rất có thể, biết đâu chiếc xe thứ ba của tôi nó lại là chiếc xe này thì sao. Rất có thể. Động cơ boxer 2 xi lanh. Chiếc xe này thì tôi đã trải nghiệm tương đối nhiều rồi. Thực ra thì nó nói như thế nào nhỉ, nó là khẩu vị của mỗi người thôi. Nó cũng không phải là cái gì đấy nó thực sự là quá ghê gớm. Bởi vì khi đi chiếc xe này nó có cái độ lắc ngang, 2 xi lanh hơi lắc ngang, nhưng mà nó cũng có cái độ hay của nó. Nó có cái sự yêu mến, yêu thích của nó. Nó đặc trưng riêng, nó một cái khẩu vị riêng, rất là hay. Chúng ta sẽ có cái côn dầu. Tôi rất thích những cái xe mà đời mới thì có côn dầu. Những cái xe 90 phiên bản thường ấy thì nó sẽ là côn dây. Những phiên bản mới, đời mới này thì, và phiên bản đặc biệt này thì nó là côn dầu. Và hãy nhìn cái nắp bình dầu, option 719 luôn. Đó, nó rất đẹp. Chúng ta có hệ thống giảm xóc upside down, có thể tinh chỉnh được độ nén và độ rebound ở ngay đây. Chỉnh được luôn. Nó có các con số ở đây từ 1 đến 10 để các bạn có thể chỉnh hai bên luôn. Đó, đây này. Đẹp chưa? Cái giảm xóc này thì không phải là giảm xóc đồ hiệu đâu, tôi nghĩ là giảm xóc của chính hãng BMW thôi. Tôi không biết là bên nào, bên thứ ba nào gia công. Nhưng mà chúng ta có một cặp phanh Brembo. Cặp phanh Brembo đồ hiệu luôn. Và mỗi phanh là 4 piston chứ không phải là 2 piston. Chúng ta sẽ vẫn có cái chóa đèn kiểu như vậy. Vẫn có cái chóa đèn như vậy. Classic và có logo BMW ở trong, rất đẹp. Bộ mâm ở trên chiếc xe này nó là dòng xe kiểu classic nhưng mà vẫn hơi có tí khỏe khỏe một chút, nên là upside down, giảm xóc và bộ vành là vành nan hoa. Bộ vành nan hoa luôn đem đến cái cảm giác cái không khí của cái gì nó mang tính cổ điển, classic, rất đẹp. Về động cơ thì có lẽ một ngày gần đây, rất sớm thôi, tôi sẽ làm một cái video chi tiết đánh giá chiếc xe R90 này tại Việt Nam cho các bạn biết. Ngày hôm nay tôi sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn chiếc xe này thôi. Ở đằng sau thì chúng ta có cái phanh của BMW chứ không phải là Brembo nữa. Nhưng mà chúng ta có một cái chúng ta vẫn có cái kẹp ở đây của Brembo này.
Còn cái logo ở đây BMW tôi cũng không biết chính xác nữa. Nhưng mà có lẽ cái này là cái mà nhiều người tò mò nhất. Cái xe này chuyển động không phải chuyển động bằng xích hay là bằng dây đai Lecura, mà chuyển động bằng một cái trục chuyển động. Nó giống kiểu trục các đăng đấy. Các đăng thực ra nó là một cái mấu nối. Còn cái này nó là trục nối vào đây. Và đây nó có hai cái bánh răng để nó chuyển động quay vuông góc sang cái bánh xe quay này. Rất đẹp, rất rất đẹp, và nó là một cái vẻ đẹp của công nghệ, vẻ đẹp của BMW, mà không phải chiếc xe nào cũng có cái kiểu chuyển động như thế này, rất hay. Phanh sau cũng làm Brembo đây, cái khu vực cục dầu ở đây nó làm Brembo, piston Brembo đấy, chất lượng luôn. Nhìn những cái chi tiết hoàn thiện rất tỉ mỉ nhá, từ cái đẩy chân này cho đến cái đầu đạp phanh này, CNC nhôm nguyên khối rất đẹp. Cái khu vực này, cả cái khu vực này nó làm quá đẹp luôn. Cái yên xe, cái phần subframe, cái phần đỡ yên xe nó cũng là một cái nhôm cắt CNC những cái hình ở bên trong. Còn ở ngoài nó vẫn là cái nhôm rất là thô ráp. Thực sự là đẹp, thực sự là quá đẹp mắt luôn. Cái phần này thì chúng ta có thể nhấc ra được, nhưng mà có lẽ phải cần một cái thiết bị gì đó để chuyển cái khu vực này thành cái yên ngồi. Nhưng mà để như thế này mới đẹp, nó mới cà phê. Nó rất đẹp, hay thật. Đèn hậu thì đã thay đổi so với phiên bản cũ. Đây là toàn là LED rồi, rất đẹp. Ống xả thì đặt một bên thôi, ống xả kép đặt một bên. Đẹp chưa? Thì ống xả này nổ tương đối hiền, tương đối là hiền. Chúng ta sẽ có thêm cái cặp đồng hồ analog ở đây. Đồng hồ kép hiển thị tốc độ, vòng tua và công tơ mét. Có mỗi đồng hồ có hai cái màn hình nhỏ ở đây, hiển thị một vài thông số xăng dầu, số má, vân vân. Tóm lại đây là một chiếc xe rất nhiều người yêu thích, chứ không riêng gì tôi, rất nhiều người yêu thích và ước mơ. Mức giá ở Việt Nam đâu đó rơi ngày xưa đắt lắm, hơn 600 triệu. Bây giờ thì nó đã vừa miếng hơn. Nếu tôi không nhầm là nhập Thái, nó vừa miếng hơn rất nhiều. Hơn 400 triệu đã có thể mua được rồi, phiên bản thấp cấp nhất. Còn những cái phiên bản kiểu như thế này tôi nghĩ cũng đắt đấy, chắc cũng phải hơn 600 triệu. Nhưng mà nó xứng đáng. Nhưng mà rất xứng đáng luôn, rất xứng đáng luôn. Chiếc xe thì vẫn mở bằng chìa khóa, chứ chưa có cái chìa khóa thông minh. Rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn thêm một cái phần bên này nữa, cái xe bên này nữa. Nó cũng là một phiên bản kiểu như vậy, nhưng mà màu sơn khác, phong cách khác, số 21. Nó cũng rất là đẹp. Khác với cái kia thì cái máy này nó đã được sơn đen và có viền màu vàng, giống với cả cái màu sơn. Cũng là option 719 nhưng mà sơn khác. Đẹp chưa? Làm sao mà đỡ được khi mà bạn gặp chiếc xe này ở trên đường. Thực sự bây giờ nếu như có tiền, chiếc xe này đang ở Việt Nam thì tôi không ngần ngại là sẽ xuống tay ngay, bởi vì nó quá đẹp rồi. Trước khi đến với cái triển lãm này, tôi tình cờ tìm được một cái video nhỏ về hai chiếc xe này. Và tôi không thể chờ đợi khi mà đến cái triển lãm này, tôi phi đến ngay cái gian hàng mà để xem. Thì ô, nó đẹp quá, nó quá đẹp luôn, nó vượt xa cái sự tưởng tượng của tôi khi mà xem cái video đó, đẹp thật. Một chiếc xe rất đáng sở hữu về cái vẻ đẹp, về độ cá tính. Tôi sẽ mua chiếc xe kiểu như thế kia, sơn màu kia. Tôi sẽ không thích cái màu 21 này lắm, màu kia sẽ đẹp hơn. Còn đây là một phiên bản cũng rất đẹp, chuẩn cà phê racer, với cái ghi đông được gắn thẳng vào cái giảm sóc carbon đó, và có cái chóa ôm cái đèn, nhìn chuẩn phong cách cà phê racer luôn. Các bạn có thích xe này không ạ? Có thích những chiếc xe này không? Tôi sẽ ngồi lại một lần nữa để xem dáng tôi ngồi có đẹp không. Các bạn comment ở dưới xem tôi có nên mua chiếc xe này không. Nếu mà đủ 1 triệu view thì mua nhá. 1 triệu view là mua luôn, không nói nhiều, hứa luôn. 1 triệu view video này tôi sẽ mua chiếc xe này, tôi hứa luôn.
Còn nếu mà không 1 triệu view đi thì 1 triệu subscriber mà mỗi anh em đóng cho tôi khoảng 1.000 đồng thế là được 1 tỷ rồi. Tôi không cần nhá, không lại mang tiếng đi xin tiền. Con này 1 tỷ là mua ngon lành, con này về Việt Nam tôi nghĩ chỉ khoảng 600. Đẹp thật. Đó, hãy chia sẻ, hãy comment, subscribe kênh YouTube và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới thường xuyên hơn. Và hãy ủng hộ tôi bằng cách là chia sẻ cái video này cho mọi người yêu mến phân khối lớn và yêu mến dòng RNIT. Mong rằng thời gian gần đây, sớm sớm thôi, tôi sẽ sở hữu được chiếc xe này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin mời hãy đi quanh cái chiếc xe dự kiến sẽ là của tôi này một vòng một lần nữa để xem nó đẹp như thế nào.